Đây là một thế giới mà các vị vua đều được xếp hạng dựa vào số lượng hiệp sĩ nổi danh dưới trướng, dân số và độ phồn thịnh của đế chế, tố chất và sức mạnh của bản thân cộng lại chia trung bình sẽ cho rank của vị vua đó. Ai đoạt top 1 server này sẽ được thần cho chọn một món quà. Quà của thần tròn méo ra sao thì chưa ai biết, chỉ biết là ai từng thấy nó không hẹo thì cũng thành đần. Bí mật món quà đó vẫn chưa được bật mí, nhưng sẽ có trong recap Osama ranking hoặc không, được mang đến cho bạn từ content Phúc Lộc. Và tôi còn quại, video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Tôi đảm bảo là phim này hay, nên nếu bạn muốn tìm một bộ phim để xem thì hãy xem xét Osama Ranking nhé. Trước khi đến với nhân vật chính thì chúng ta hãy gặp Kage không có hô, một kẻ thuộc tộc bóng, chuyên hành nghề trộm cướp. Đằng sau một kẻ xấu thường là một câu chuyện buồn. Tộc bóng là một dòng dõi chuyên hành nghề ám sát, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ phải trả giá, và cái ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Toàn bộ tộc nhân của bóng tộc đã bị sát hại không thương tiếc để có thể bảo vệ cho con. Mẹ của Kage đã đứng ra chặn đường quân triều đình, nhưng thực lực của bà có hạn mà địch thì lại đông. Cái kết của bà như nào thì chắc ai cũng rõ rồi. Kage may mắn được một tiểu thư của một nhà quý tộc giúp đỡ nên giữ được tính mạng. Từ giờ cậu bé sẽ phải tự đối mặt với sóng gió cuộc đời. Kage bé bỏng tha hương cầu thực khắp nơi, tuy bụng dạ nhiều lần đánh trống thổi kèn nhưng cu cậu vẫn giữ cho mình sự liêm khiết. Nhưng ai giờ cũng có giới thiệu món quà kỷ vật mà mẹ tặng, dù rất rất đau lòng Kage vẫn phải dùng để đổi lấy miếng ăn. Mỗi tội đây lại là cơ chế thị trường, chỉ có tiền mới trao đổi được hàng hóa. Kage bí đường nên làm liều, cậu bé để lại món đồ chơi để tậu một quả táo. Do trình độ cứ như cọng rau muống mới trồng, Kage nhanh chóng bị bắt lại. Sau khi bị đánh cho bầm dập, Kage bị vứt như miếng rẻ rách trong ngõ hẹp. Giữa lúc đó có một bàn tay vươn ra kèm theo một đĩa, tôi không nghĩ là nó là đĩa cơm đâu, nhưng thôi tầm này với Kage có cái nhét vào mồm là được rồi. Thời gian sau đó, ban ngày Kage làm chân quét dọn lo chuyện nhà, ban đêm thì đi trộm cướp. Được cái người đàn ông đối xử với Kage không bạc lắm, ngoài việc được nhìn ông ta ăn đồ ngon ra thì cậu cũng được trả một khoản khá ổn, ổn loi lìa. Dù cuộc sống có khốn khó như thế nào, miễn người đàn ông đó vui là Kage mừng lắm rồi. Với cậu bé thì ông ta như một vị thần, ban cho cậu hơi ấm của tình thân. Gã kia cũng rất tình thân với Kage, thân ai nấy lo. Chính hắn đã bảo quân triều đình đến bắt Kage. May cho cô nhóc là lúc nguy bách được mẹ hiện về báo cho biết nên đã kịp chạy thoát. Với tình cảm dành cho ông chủ, Kage sau sóng gió vẫn tìm về với hắn, nhưng đáp lại tấm chân tình đó là một sự hắt hủi, y như cái cách Crush xua đuổi tôi vậy. Và đêm nọ, gã chủ xảy ra xích mích với một tên nọ, hắn đã xiên cho ông ta một nhát. Đám người xung quanh nhìn gã nằm đau đớn nhưng chẳng mấy quan tâm, chỉ có Kage là đến với bộ mặt đầy lo lắng. Nhìn dáng vẻ đau xót của nhóc tì, hắn cảm thấy hối hận lắm. Có lẽ hắn đã bỏ qua cơ hội để sống một đời hạnh phúc. Cuộc đời của Kage bước sang một trang mới, sống trong sự khinh miệt và coi thường đã khiến suy nghĩ của cu cậu dần méo mó. Kage trở thành một tay trộm cướp bất hảo, nhưng trong một lần OT ngoài giờ, cậu đã gặp được định mệnh của đời mình, hoàng tử Boji. Với cái nết của một tay cướp, Kage không ngần ngại chỉ giao yêu cầu chàng hoàng tử nộp tiền cho mình. Đáp lại tên cướp, cu cậu chỉ ứ á ôi, kiểu này chắc lại phải chơi bài như trên TikTok, giả câm để lừa đối phương viết giấy làm chứng này mà. Bịp, làm sao được một con nghiện TikTok như Kage. Nhưng khi nhìn vào cái biểu hiện này của Boji thì chắc cô cậu này câm điếc thật. Bằng một phép thần kỳ nào đó, Kage lại hiểu những tiếng ứ á ô ê của Boji. Chỉ thế thôi cũng khiến cô cậu mừng lắm. Kể cả khi bị yêu cầu nộp quần áo, Boji không ngần ngại mà làm theo. Đâu xem nào, áo của ai gì đấy? Áo made by chùm cuối à? Ngon đấy, bán cho các mimer chắc được giá đấy. Ta thấy người cũng gọi là biết chơi. Mai mang thêm đồ của chùm cuối cho ta nghe chưa? Và đừng có tám với ai đấy. Trong mắt của Kage lúc này, Boji là một kho báu dễ khai thác. Còn phim này hay phết là một kho thông tin về phim ảnh, meme, hay đơn giản là một chỗ để anh em được bàn luận hoặc là trêu những đứa si đinh. Tham gia đi, không đảm bảo bạn sẽ thành phê phim, nhưng đảm bảo bạn sẽ thành một người như sếp tôi. Vui vẻ, vui vẻ như cái cách mà Boji những ngày sau đó đi cống đồ cho Kage vậy. Sau nhiều lần trấn lột thành công, Kage bắt đầu thấy hứng thú với cô cậu này. Thay vì chỉ mải miết chăm chăm lấy đồ, Khứa Hắc Ám cũng dành thời gian nói chuyện thêm với Boji. Tuy là bị khiếm khuyết nhưng Boji lại có một ước ao, một khát khao được trở thành một vị vua lỗi lạc. Kage nghe xong nghĩ Khứa này dốc khá hài. Cho đến khi thấy được quyết tâm trong mắt Boji thì cậu đã cảm nhận được Khứa này biết đâu lại làm được. Nhưng chẳng phải ai cũng nhìn ra được điều đó. Sau mỗi lần tự nộp đồ, Boji về thành với độc cái quần xà lỏng. Trước mắt bàn dân thiên hạ nhìn vào, cậu như một gã hề mang huyết thống hoàng gia. Họ cười cợt, xỉ vả và trêu đùa cậu. Họ coi cậu như một chấn bé đủ vô tích sự. Cái đất nước này sẽ đến hồi mặt vận nếu một tên đần như vậy lên ngôi mất. Đáp lại tất cả, Boji chỉ nở một nụ cười. Có thể là vì cậu không nghe được nên cũng chẳng biết được những điều đó. Khi về đến cung điện, Boji gặp mẹ kế aka cung phi Hưu Linh. Bao đời bánh đúc có xương. Vừa thấy đại hoàng tử, cung phi đã nạt cho cậu một trận. Bà ta cho rằng Boji không xứng đáng làm vua, chỉ có con mình mới là kẻ được chọn. Sau khi Hưu Linh rời đi, Domas kiếm thiên vương đã cho Boji biết quốc vương đang tìm cậu nên hãy thay đồ chỉnh tề để đến gặp người. Đứng ở trong căn phòng trống, lòng Boji bắt đầu được thả xuống, kèm theo những giọt nước mắt lã chã rơi. Tất cả mọi thứ đều được Kage chứng kiến. Boji biết những điều xảy ra xung quanh mình chỉ là cậu cố tỏ ra mình ổn mà thôi. Giờ thì Kage đã hiểu được Khứa này
nên tính đi tìm cậu thì bị Xà Thiên Vương Bae Bin chặn đường. Với background bất hảo của bóng tộc, sự xuất hiện của Kage trong cung điện thực sự là rất đáng nghi. Trở lại với Boji, cậu đã đến gặp phụ thân của mình là vua Boss xếp hạng thứ 7 trong quá khứ. Vua Boss với sức mạnh của tộc khổng lồ đã hạ hết lực lượng yêu quái quấy nhiễu dân chúng, từ đó ngài được dân chúng ủng hộ và có được vị trí như bây giờ. Tuy nhiên do tuổi cao sức yếu, ngài đã lâm trọng bệnh, thời gian dương thế chẳng còn được bao nhiêu, nhưng đứa con cả cứ thế này thì không ổn. Vua Boss khuyên con nên chú tâm rèn luyện nhiều hơn để có thể gồng gánh được việc quốc gia đại sự. Boji cũng có một chuyên gia chiến đấu kèm cặp riêng, đó là Domas Kiếm Thiên Vương. Nhưng quả thực để nâng cấp một đứa như Boji thì quả là một chuyện không tưởng, kể cả đó có là kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc đi chăng nữa, chẳng được như Daida, thứ hoàng tử. Chứng kiến thằng anh đần đù của mình, Daida tỏ ý muốn làm một kèo solo, nhưng Domas cho rằng game này khó cho Boji quá, thế là Daida chuyển sang làm kèo luôn với Domas. Với việc win trước một đoàn trưởng dưới trướng sư phụ Bae Bin của mình, hứa này tự tin lắm. Ngay khi mới vào thế, khí chất vương giả của Daida đã tỏa ra ngùn ngụt, khiến cho Domas cũng bất ngờ. Đấy, vua nó phải cỡ này mới đúng. Với suy nghĩ đó, Domas đã chơi hết tay với Daida, hậu quả là hành cho thứ hoàng tử lên bờ xuống ruộng. Chứng kiến sư phụ có phần mê Daida, Boji cũng mạnh dạn xin được trao đổi chiêu thức với thằng em. Song song với những điều đang xảy ra, Kage đang rơi vào thế đường cùng trước Bae Bin, không thể dùng lời để giải quyết vấn đề được nữa. Kage đành liều mạng phi dao về phía Xà Thiên Vương, tạo cho ông ta một lỗ trên tay rồi vọt lẹ. Sau khi nghe tin Boji đang solo ngoài sân, Kage nửa lo nửa tò mò đến xem thằng bạn như thế nào, chắc Boji lại bị đập cho tan nát cũng nên. Nhưng mà trời ơi, tin được không, Boji ao trình hẳn solo với Daida. Đại hoàng tử chủ trương né chắc phản công nhanh trước lối kiếm pháp tấn công tổng lực của em trai. Thực lực của Boji đã khiến những người chứng kiến phải há hốc mồm. Chỉ trừ một lính canh tên Hokuro thì không, bởi trước đây anh ta đã từng chứng kiến Boji dùng haki quan sát cấp cao để né đám rắn tấn công mình. Thế trận cứ thế diễn ra cho đến khi nhà cái đến từ châu Âu lên tiếng. Sau khi thấy chỉ thị của sư phụ, Boji tự dưng chuyển sang chơi tấn công. Chỉ chờ có thế, Daida đập cho anh không trượt phát nào. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Thương Thiên Vương Apis ra tay với phần thắng thuộc về thứ hoàng tử. Thực chất những gì mà Domas ra hiệu cho Boji chẳng phải kiếm thuật gì cả. Theo lời giải thích của Bae Bin thì anh ta đã nói rằng kiểu chiến đấu của học trò không phải là cách chiến đấu của một nhà vua. Đau đớn về thể xác đã đành, Boji còn chịu tổn thương nặng nề về tinh thần. Không phải Boji không muốn mạnh mẽ, mà quả thực cậu không làm được. Nỗi đau đó chỉ mình cậu bé ấy cam chịu. Trước mắt bất cứ ai, cậu cũng muốn tạo ra một dáng hình lạc quan. Điều đó với Kage là vô dụng, vì trong mắt khứa này Boji vốn đã rất mạnh rồi. Thôi bỏ cái mặt đấy đi, tao thề là đời này tao sẽ bên mày, uy tín luôn. Lời nói đó như liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của cậu bé tội nghiệp này. Cuối cùng Boji cũng đã có một người bạn, một người bạn thực sự. Đêm hôm đó, một người phụ nữ đã đến phòng của Boji. Bà ta đã sử dụng phép thuật chữa trị tất cả những thương tổn cho cậu bé. Thấy khứa bạn đã bình an vô sự, Kage mới an tâm rời đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi cung điện, cậu đã bị Xà Thiên Vương cùng rắn của ông ta chặn đường. Chưa rõ Kage sẽ thế nào, chúng ta chỉ biết rằng vua Boss đã băng hà vào sáng ngày hôm sau. Trong lúc tang gia bối rối, tể tướng đã đọc di nguyện của nhà vua. Theo đó, người kế nhiệm sẽ là đại hoàng tử Boji. Di chiếu vừa được tuyên thì từ miệng của vua Boss bay ra một ma thần. Nó chẳng nói chẳng rằng gì và trỏ vào Boji, rồi há mồm cười một tiếng trước khi chim cút. Trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến, Daida không được làm vua thì tức lắm. Ngay khi trở về phòng, cậu ta đã triệu gương thần mà hỏi. Rõ ràng nó đã dự báo là mình sẽ là vua, ấy thế mà vương vị lại rơi vào túi của Boji là thế nào? Trước những lời chất vấn của thứ hoàng tử, gương thần chỉ nói cậu cứ bình tõm, đâu rồi sẽ có đấy. Đít của cậu rồi sẽ được đặt lên ngai vàng sớm thôi. Ngày hôm sau khi bố cáo thiên hạ về tân vương, cái tên Daida đã được sướng lên. Trong đêm trước ngày bố cáo, vương phi đã xé bỏ đi chiếu của vua Boss, rồi cùng bàn với lãnh đạo cấp cao về tân vương. Với số phiếu bầu áp đảo, Daida đã được lựa chọn. Những gì diễn ra trước mắt khiến Boji thấy uất lắm. Cậu không hiểu tại sao những kẻ này lại đổi nghịch trắng đen như vậy, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể tìm đến Kage để chút bầu căm phẫn. Nhưng đợi mãi chả thấy anh bạn đâu. Một lát sau, Bae Bin đến báo cho cậu một tin buồn rằng Kage đã ra đi và không bao giờ quay về nữa. Cộng một đau khổ trong ngày cho Boji, nhưng cậu tin lời Kage nói nên chạy vào ngục xem có tăm hơi của người bạn hay không. Khi phát hiện có con rắn xanh, đầu Boji lập tức nảy số. Cậu chạy ngay đến hang của một con rắn tên ba đầu cụt một để hỏi. Tuy chịu ơn của Boji, nhưng con rắn vẫn nhất quyết giữ mồm vì chuyện này có liên quan đến Bae Bin, người mà nó cũng mang ơn. Tuy nhiên khi chứng kiến hoàng tử khóc ròng, ba đầu cụt một đã cho cậu hay Kage vẫn bình an, chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ mà Bae Bin giao mà thôi. Tiện nhắc tới Bae Bin thì ông này đã nhận lệnh của vua Daida xử toàn bộ những kẻ chống đối việc cậu ta lên ngôi. Đối thủ đầu tiên là Thương Thiên Vương Abyss. Bae Bin ban đầu đã thắng thế, nhưng phần sau là game của Abyss. Anh ta hạ đẹp Bae Bin bằng tuyệt kỹ thương xoay vòng, rồi rời đi với ước muốn khôi phục vương vị cho Boji. Trong cung điện lúc này, Thái hậu Hưu Linh đang đối chất với vua Daida về việc rời đi của Abyss. Nhưng chuyện ấy không quan trọng, quan trọng là phải xử Boji như thế nào đây. Vua Daida tính cho anh trai đi ẩn cư, nhưng trước thái độ ngăn cản của mẫu hậu, cậu ta mới chịu nhún lại tha cho anh mình. Nhưng sau đó ra sao thì cũng không rõ. Trở lại với vị trí của mình, sau những chuyện đã xảy ra, Boji đã quyết định phải làm gì đó cho cuộc đời mình. Cậu đến tìm Thái hậu để trình bày nguyện vọng của mình, nhưng bà phản đối với lý do cậu còn non lắm, không nghe cũng chẳng nói được, sức lực thì yếu kém.
Ra đời chỉ làm xấu hổ hoàng tộc mà thôi. Đỉnh cao của nỗi đau là khi bà ta nhắc đến việc Daida đã lên làm vua. Boji đã hết gồng được nữa. Cậu bé quay về phòng chuẩn bị hành lý để lên đường. Cửa chính bị lính gác ngăn cản, thì cậu chơi theo lối cửa sổ. Khổ nỗi làm dây ngắn quá thì sao xuống tới nơi. Như dự cảm có chuyện chẳng lành, thái hậu chạy đến phòng Boji kiểm tra, thì tá hỏa khi thấy nhõi làm chuyện dại dột. Bèn lệnh cho khiên thiên vương Druishi kéo lên. Boji không chịu nên dãy đành đạch lên, khiến mối nối bị bung để rồi rơi tự do xuống dưới. Hên là rơi trúng vào túi đồ nên giữ được hơi thở, kịp để thái hậu làm phép cứu mạng kịp thời. Mà cái phép này nhìn quen quen. Đúng rồi đấy, chính bà là người đã ra tay để chữa trị cho Boji vào cái đêm hôm đó. Sau khi báo con hồi tỉnh, thái hậu tính dạy cho nó một bài học, nhưng chưa kịp xuống tay thì bà đã cạn sức. Thực ra thái hậu không phải là mẫu gì ghẻ thuần túy. Thời mới vào cung, Hưu Linh đã để mắt tới Boji vì bà biết rằng cậu bé này thực sự thiệt thòi. Nhưng thời gian sau đó, thứ mà bà nhận lại là sự không quan tâm của Boji. Chỉ đến khi bà ra tay cứu chữa cho ba đầu cụt một thời còn bé thì Boji mới dành tình cảm cho bà. Mối quan hệ gì ghẻ con chồng dần trở nên thắm thiết từ đó. Rồi Hưu Linh có Daida, sự quan tâm của bà dành cho Boji cũng ít nhiều giảm đi, và đã có những hành động khiến đứa con này tổn thương. Nhất là hiện tại Daida còn đang có ý đồ hãm hại anh trai, thì bà phải làm gì đó trước khi quá muộn. Thế nên ngày hôm sau, thái hậu quyết định sẽ cho phép Boji được chu du, kiếm thiên vương Domas và người hầu cận Hokuro sẽ tháp tùng cậu trong hành trình đó. Nhưng khi vừa chào tạm biệt họ, Hưu Linh bỗng có cảm giác bất an, một cảm giác báo hiệu điểm dữ cho cả hai đứa con của bà. Và cảm giác đó không hề sai, bởi vua Daida đã bị gương thần xúi dục, diệt cỏ phải diệt cho tận gốc. Boji dĩ nhiên chẳng hay biết gì về kế hoạch của thằng em tham vọng. Cậu tận hưởng từng chút một bầu không khí ở bên ngoài và tất cả những thứ mới lạ mà lần đầu trải nghiệm. Hứng thú quá đôi lúc cũng không hay. Khi đi qua một thị trấn nọ, do ham chơi nên Boji lạc mất hai người hầu cận. Để rồi khi tìm thấy cô cậu thì cả hai người mới sửng sốt khi túi sách đựng nhiều thứ quan trọng đã bị tháo mất. Nhưng ngay ngày hôm sau, chiếc túi lại chềnh ảnh ngay trên đường đi của họ, như chưa hề có cuộc chia ly. Cứ tưởng sau lần mất túi Boji sẽ rút ra kinh nghiệm, nhưng không, cô cậu vẫn chứng nào thật đấy. Lần này thì mém tí nữa đã bị xiên thành chả. Khi ở trong hố trông đó, Boji phát hiện có một hang dẫn vào trong một căn phòng của một vị vua khủng điên. Tuy cái tính cứ như bị chập IC, nhưng ông ta đã cho Boji thấy nhiều thứ thú vị, như việc quá trình đầu thai của sinh vật, điệu nhảy, tôn vinh quá trình đó. Ngoài ra có cả quy luật của sinh mệnh, con người ăn thú vật để sống, thế nên con người phải hiến tế để có được thú vật. Đối tượng hiến tế mà ông ta đang nói đến chính là Boji. Sau khi thấy lão này có động thái lạ, Boji lập tức vác đầu biến lại. Hên là đã gặp Hamas và Hokuro. Khỏi nói nhiều, Boji liền đưa hai người kia chạy biến. Trải qua thêm một ngày đường nữa, ba người nghỉ chân trên một hoang mạc. Đang lúc định cho miếng thịt vào mồm thì từ đâu bay ra hai con dao đâm phập vào miếng thịt. Dường như có kẻ nào đó đang âm mưu ám sát Boji. Miếng thịt thì bị gia đình cáo cướp mất. Hậu quả là hôm sau chết cả nhà. Boji thấy mà thường lắm, cứ khóc hoài. Cảnh tượng này khiến Hokuro nhớ lại lần đầu gặp Boji. Khi đó anh mất mẹ, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chính Boji đã đến dành cho mẹ anh một bông hoa, giống cái cách cậu dành cho mẹ của mình vậy. Thế nên Hokuro luôn dành cho Boji một tình cảm đặc biệt. Địa điểm tiếp theo mà họ đến là thị trấn trước cổng vào âm giới. Sau khi giao nhiệm vụ cho Hokuro đi tìm nhà trọ, Domas đưa Boji đến tham quan cổng địa ngục cho biết, khi cậu bé đang quan sát bên dưới, kiếm thiên vương đã đẩy cậu xuống dưới, rồi quay lưng rời đi với một nụ cười chua chát. Ngày đó chính vua Boss đã giao con trưởng của ngài cho hắn. Hắn đã từng rất hăm hở hướng dẫn cho Boji. Tuy đứa trẻ đó yếu kém thực sự, nhưng nó vẫn dành cho Domas tình cảm rất lớn. Sau tất cả thì chính hắn đã xuống tay với học trò của mình. Một lúc sau, Hokuro sau khi tìm đến nơi, ngay khi hay tin cựu hoàng tử Boji đã bị sát hại, quá căm phẫn, Hokuro đã ra tay để trả thù. Rõ ràng trình độ của anh không đọ được với kiếm thiên vương, nhưng trong hiệp đọ kiếm thứ hai, Hokuro đã chém được tay của Domas. Không phải là do búp bẩn hay gì, mà là bởi chính kiếm thiên vương đã giơ tay ra đỡ. Sau khi chém một đường hạ gục Hokuro, Domas tự vung kiếm làm ngọt cái bàn tay tội lỗi. Sau khi Hokuro tỉnh dậy, kiếm thiên vương đã kể hết sự tình cho anh nghe. Domas giờ đây đã cùng đường, dẫu cô về cũng phải nhận bản án, nên anh ta quyết định sẽ ra đi. Hokuro thì khác, anh trở về và báo tin cho thái hậu biết về những gì đã xảy ra. Khi nghe tin đó, Hưu Linh đã sốc vô cùng bởi Boji hiền lành đã ra đi mãi mãi. Linh cảm của bà đã đúng, ý tôi là đã đúng với hai đứa con. Trong thời gian Boji đi chu du, vua Daida đã thất bại trong kỳ kiểm tra quân vương. Cậu ta chỉ được xếp hạng 90 trong bảng, thực lực chưa đủ sức, đã thế trong cơn mê. Daida còn chứng kiến sức mạnh tinh thần khủng khiếp của Boji, đã khiến cho cậu đưa ra một quyết định bước ngoặt. Mình phải có được sức mạnh của vua cha. Mang theo gương thần, Daida đã xuống một hầm sâu hun hút. Ở tầng dưới cùng, có hai kẻ đeo mặt nạ đã chờ sẵn để đưa Daida vào bên trong. Quá trình chiết xuất sức mạnh của vua Boss trải qua các bước như sau. Thân xác của nhà vua được xay để lấy dung dịch đặc quánh đựng trong một khối cầu lớn. Sau khi được trộn với bí dược của gương thần, quả cầu được nung nóng bằng ánh sáng mặt trời nhằm tạo ra sự biến đổi chất bên trong. Quả cầu sau khi mở ra xuất hiện một quả trứng. Từ quả trứng đó nhanh chóng sinh ra một con chim khổng lồ. Ngay lập tức nó đã bị chém bay đầu. Phần thân thì đốt thành tro để lấy ngọc, rồi cho viên ngọc đó vào máu lấy từ phần đầu, sẽ cho ra dung dịch sức mạnh của vua Boss. Nhìn thứ gớm ghiếc trước mắt, Daida hơi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm nên quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Thấy thế, gương thần liên tục thúc ép Daida phải uống. Chỉ cần nốc sạch ly này, cậu bé sẽ là vua của các vị vua. Nhưng Daida là trò ngoan, nghe lời thầy dạy không có lối tắt cho vị trí vua, nên cậu nhất quyết không uống. Kể cả khi hai tên mặt nạ dùng biện pháp mạnh cũng chẳng ép được cậu, thậm chí còn làm khứa này cáu mà hất đổ cốc dung dịch. Hành động đó cũng nằm trong dự tính của gương thần. Daida như một con bướm sinh
sinh đã rơi vào cạm bẫy. Trong lúc đức vua còn mải thao thao bất tuyệt về ước mơ của mình thì Thương Thiên Vương đã xuất hiện. Anh ta lao đến suýt lấy mạng của Đài Đa nếu gương thần không kịp ngăn cản. Khi nhìn vào gương, Apis nhận ra hình dáng thân thuộc của kẻ đã ban cho hắn sức mạnh của thực tại. Sau một hồi xì xầm to nhỏ với nhau, gương thần đã tiết lộ kế hoạch bí mật của mình cho Apis nghe. Thương Thiên Vương đã ra tay đánh ngất vị vua. Kế hoạch này thành công một phần vì Bebin không ở đây. Hắn ta là cái gai trong mắt gương thần, bởi sự trung thành rất cao, hơn nữa lại còn là sư phụ của Đai Đa, chắc chắn hắn sẽ can dự vào việc này. Sau khi thấm lại dung dịch nhà vua, Đai Đa bị ép uống nguyên cốc. Sau vài phút nhảy popping trên điệu nhạc chất, thần thái của vị tân vương nhìn khác hẳn. Sau hôm đó, vua Đai Đa một khí chất hùng dũng thực sự của một vị quân vương. Không phải cậu đã có sức mạnh của tiên đế, mà là bởi vua Boss đã trở lại. Đây không phải lần đầu tiên ông ta dâng hiến con mình vì bản thân. Nhiều năm về trước, Boss đã cầu xin ma thần ban cho mình sức mạnh. Sau một hồi trả giá, hai bên đã đi đến thống nhất về đồ tế. Cụ thể thì là sức mạnh của đứa con vua Boss ngay khi nó mới chào đời. Ngay sau đó, vua Boss đã cưới một nữ nhân tộc khổng lồ để sớm có con. Trong trận chiến với đám quái vật, vua Boss đã vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Giữa lúc nguy nan ấy, nhờ sự ra đời của Boji mà ông ta đã lật kèo nhờ sức mạnh của ma thần. Khác với nhân tố nào đó thì vua Boss sẽ chịu trách nhiệm với con. Ông quyết định sẽ xây dựng một quốc gia, nơi mà con trai ông sống một đời vô lo. Nhưng bây giờ đứa trẻ đó đã ra đi mãi mãi. Tuy đã làm rất nhiều thứ nhưng vua Boss vẫn chưa phải là vua mạnh nhất. Khi gương mặt của kẻ đó xuất hiện, ông đã phá lên cửa như được mùa. Có vẻ như thân phận của vị vua mạnh nhất thực sự rất thú vị. Thân phận của kẻ đó là ai thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng Boji chưa ngỏ. Quay lại với thời điểm cu cậu bị đẩy xuống cổng địa ngục, Boji cũng nâu hốp nhắm mắt chờ tắm dung nham. Nhưng mên thì đâu dễ chết như thế. Thoát khỏi cửa tử, Boji còn được x2 niềm vui, bởi người cứu cậu lại chính là Kage. Thấy thằng bạn Boji khóc như mưa như gió, cuộc đời cậu tầm này chỉ còn mỗi Kage là điểm tựa mà thôi. Thực ra Kage đã đi cùng Boji trong suốt cả chặng đường, từ việc đỡ cậu khi rơi từ tầng lầu xuống chiếc túi nằm dọc đường, ngăn Boji ăn thịt tẩm độc, cho đến việc cứu cậu bé khỏi cửa tử này. Tất cả đều một tay Kage dàn xếp. Trước đó trong lần đối mặt với Xà Thiên Vương, Kage đã được giao một cuộn giấy kèm theo nhiệm vụ bảo vệ cho Boji. Do không rõ sát thủ sẽ ra tay với cậu là ai, nên Kage chỉ đành lẳng lặng từ xa hỗ trợ. Thôi không sao, anh em gặp được nhau là mừng rồi. Giờ cả hai phải đi xuống dưới để gặp người sẽ giúp Boji nâng cấp sức mạnh. Tuy nhiên chưa đến được tầng đáy, họ đã dính phải một cái bẫy tự nhiên để rồi gục ngã. Tưởng như cả hai đã chết dục trong khí ga, thì một đội binh đã đến và đưa cả hai đến một cung điện dưới lòng đất, cung điện của vua âm giới. Ông ta nhận ra cả Kage lẫn Boji đều đã bị nguyền rủa, nên khí ga không khiến họ thiệt mạng. Đặc biệt ông ta biết Boji chính là con trai của vua Boss. Khi biết cậu bé là người khiếm câm điếc lại muốn làm vua, vị vua tỏ rõ thái độ coi thường, chế nhạo. Kage tùy bực lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để nhờ ông ta tìm hộ người đàn ông có tên là Des gì đó. Nghe đồn là gã đó có thể giúp người thường thành vua, nên Kage muốn tìm để nhờ ông ta dạy dỗ cho Boji. Cuộc đời kể cũng trái ngang, người mà hai đứa bé tìm lại chính là vua âm giới, Desha, vị vua xếp hạng 2. Ngay lập tức Kage uốn đủ mọi thế lưỡi để cầu xin ông ta cho Boji một cơ hội. Vua Desha cũng là người hào phóng, chỉ cần Boji ăn được đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ âm phủ là sẽ có ngay học bổng toàn phần của vua Desha. Để làm được điều đó không dễ, cụ thể là khó vờ lờ. Quân đoàn hiệp sĩ âm phủ sở hữu sức mạnh đủ sức san phẳng một quốc gia. Chính sự tồn tại của họ đã khiến lũ quỷ dưới địa ngục không dám ngoi lên mặt đất. Thế là đủ hiểu người thủ lĩnh của họ quái vật đến cỡ nào rồi. Tầm này rồi thì có vậy chứ có nữa thì Boji vẫn phải chiến hết. Đánh thì hăng nhưng thiệt hại thì cũng bằng con số không tròn trĩnh. Hết hộp thật rồi sao? Sao mà mạnh khi lực chiến bằng không được? Tuy nhiên Boji đã có một ngón ngành khác đỉnh hơn nhiều. Đó là skill né đòn siêu cấp VIP Pro. Đoàn trưởng đã check và công nhận. Dù là thế nhưng kiểu cách chiến đấu này nó cứ bị hèn hèn, chả ra dáng vị vua gì. Nên vua Desha vẫn chế mạnh. So với bất cứ ai có tham vọng làm vua, Boji chả có một chút gì gọi là tư chất cả. Dù đã dùng đến đủ mọi ngón nghề mồm miệng, nhưng Kage vẫn chẳng thể làm vua Desha đổi ý. Cậu đành dùng đến bức thư mà Bebin giao cho để thuyết phục ông. Vừa đọc được vài dòng thì ông ta đã xé bỏ bức thư, rồi hạ lệnh vứt cả hai ra ngoài. Thêm lần nữa thất bại trong việc chứng minh thực lực, Boji cảm thấy có lỗi vì đã làm Kage thất vọng. Tận sâu trong cậu vẫn chưa từ bỏ. Thua keo này ta bày keo khác, kiểu gì thì kiểu cũng phải trở thành một vị vua vĩ đại để chứng minh tham vọng của mình. Boji nhấc thử một tảng đá, cái này hơi to, thử nhấc cái bé hơn xem nào. Vẫn chẳng hề nhúc nhích, nước mắt đã bắt đầu rơi. Không biết anh em thấy sao chứ tôi thực sự thấy quá thương cho Boji luôn. Boji có những người thực sự yêu thương, nhưng họ không dành cho cậu sự tin tưởng. Chỉ có Kage là người dành cho cậu cả hai thứ đó. Nhưng thực lực bản thân không cho phép Boji làm gì đó để đền đáp. Cảm giác bất lực thực sự ấy. Nhưng ông trời chưa quá bạc bẽo với đứa trẻ tội nghiệp này. Đoàn trưởng sau khi xem lại bức thư thì phát hiện ra người mà họ đang tìm không phải là vua Desha, mà là ngài Despa. Chính ông cũng muốn xem thử xem Boji sẽ trưởng thành như thế nào. Nhất là khi Despa là một người thông tuệ, chắc chắn người đó sẽ giúp được họ. Tạm biệt đoàn trưởng, hai cậu bé lên đường tìm ân sư để thọ giáo. Trái với những gì họ nghĩ về người đàn ông này, Despa xuất hiện với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên rất người, chứ không phải nhìn quỷ dị như anh trai ông ta. Kage lập tức đi vào việc chính, cho Despa xem thư của Bebin. Tuy là đã nát như tươm, nhưng phần quan trọng thì ông ta đã hiểu. Despa thừa nhận mình có thể giúp một người bình thường trở thành vua, nhưng không phải bình thường nào cũng như là bình thường nào. Người muốn bước lên vị trí vua phải có dũng khí. Có thể anh ta sẽ bị trêu đùa gièm pha, nhưng bằng dũng khí của mình, anh ta có thể dẫn đầu một đoàn người, lập nên một vương quốc riêng. Despa chỉ đóng vai trò hỗ trợ để giúp người đó có dũng khí trở nên mạnh hơn mà thôi. Để có được điều đó
cháu thì đầu tiên tiền đâu cái đã, có là hiền nhân thì cũng phải sống, cũng phải ăn mà. Hết lòng vì bạn, Kage dốc hết mọi thứ để trả học phí cho Boji. Dù sao những thứ này cũng cướp từ cậu ta, trong số đó có một hộp kho báu. Despa mê lắm, đồng ý vào tiết ngay từ mai để tìm ra những bài giảng tốt nhất. Ông muốn kiểm tra xem tố chất của Boji đến đâu. Sau một hồi loading, Despa nhìn ra rằng Boji không hề có thể lực. Tin buồn là dù có cố gắng đến đâu thì Boji cũng chẳng tăng được sức mạnh kiểu như vua cha của mình. Tin mừng là do Despa đã nhận tiền nên kiểu gì thì ông cũng tìm cách. Có thể nói đây chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp vua chúa của Boji. Ngày hôm sau, Boji thức dậy từ rất sớm, bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa tùy theo sức của mình. Vốn là một hoàng tử nhưng xem chừng khứa này làm việc nhà cũng ra trò ra phết, trừ việc nấu ăn. Với món súp siêu tổng hợp, Boji đã cho thấy bản thân rất bản lĩnh khi có thể ăn ngon lành canh đào. Còn ở phía cả Despa lẫn Kage thì bị ngộ độc nặng với những gì đang diễn ra, chứng tỏ Boji thực tế là một người khổng lồ. Bởi chủng tộc này sở hữu khả năng tiêu hóa bất cứ thứ gì cho vào mồm. Nếu giả thuyết này là chính xác thì chắc chắn có một lý do nào đó khiến Boji mất sức mạnh. Nhưng điều quan trọng hơn là từ giờ trở đi tuyệt đối không được để Boji đứng bếp thêm bất kỳ một lần nào nữa. Sau khi rửa ruột xong, Despa lẫn Boji đi chọn vũ khí. Trong kho khí tài của mình, Despa sở hữu đủ các loại vũ khí trên trời dưới biển, nhưng thứ phù hợp nhất cho Boji chỉ có một. Đó là thứ gì thì hồi sau sẽ rõ. Những ngày sau đó, Boji ngày nào cũng khổ luyện cùng Despa, trong khi Kage đóng vai trò hậu phương dọn dẹp, kiêm việc đưa đón thằng bạn vào cuối ngày. Chứng kiến sự mệt mỏi của Boji, Kage thấy lo lắm, sợ rằng khổ quá thằng bạn chịu không nổi. Despa thì khuyên rằng Kage hãy làm hậu phương vững chắc để giúp cho Boji, có vậy thì cu cậu mới khá dần lên được. Trung bình một ngày của Boji sẽ như sau: khi ngày mới lên, Boji sẽ vào thư phòng để nạp thêm kiến thức, sau đó cùng Kage dọn dẹp nhà ở phòng ốc. Tiếp đó là tập chạy nâng cao tính cơ động, rồi tập tránh đòn với đàn chim mỏ đồng cho đến khi chúng nhọc thì thôi. Sau khi chạy về đến nhà và tắm rửa sạch sẽ, Boji sẽ ăn bữa sáng cùng sư phụ và Kage, rồi mới bắt đầu luyện tập trong phòng riêng. Trong khi Boji đang rèn luyện, ta hãy quay trở về tình hình cung điện. Sau khi báo tin buồn, Hokuro đã bị kết án tử hình nhưng đã được Domas giải cứu. Tuy nhiên chưa ra khỏi pháp trường, họ đã bị vua Boss cản đường. Tuy bề ngoài người đối diện có thân hình của vua Daida, nhưng khí chất tỏa ra lại đậm mùi của kẻ khác. Danh tính của kẻ đó như nào Domas không biết, còn danh tính của anh đã lổ lộ ra khi đỡ đòn. Sau khi hạ gục Domas, vua Boss đã tuyên bố về tình hình của Boji, khiến ai nấy đều bất ngờ, nhất là Thái hậu Hiu Linh. Tuy Boji vẫn bình an nhưng Domas vẫn phải chịu tội. Ngoài miệng vua Boss tuyên bố bãi nhiệm, nhưng đằng sau lại giao một nhiệm vụ cơ hội, cụ thể là phá hủy cổng đến âm giới dưới lòng đất của tòa thành. Nhưng trước khi bắt đầu nhiệm vụ đó, Domas sẽ truyền hết kiếm thuật của mình cho Hokuro. Cùng hôm đó, vua Boss đã chứng minh cho Hiu Linh thấy mình thực sự là ai. Trước sự thật phũ phàng đó, Thái hậu như chết ngất trước những gì đã chứng kiến. Nhưng đây không phải là tin xấu duy nhất, bà còn là đối tượng mà vua Boss lẫn gương thần đang tính trừ khử, với công cụ là một đàn quỷ cẩu. Đám này cũng khá ghê gớm, nhưng khi đối đầu với Ruishi thì bị đập như con. Tuy nhiên với số lượng đông lại dài sức, cộng thêm yếu tố tự bóp của đối thủ, đã tạo điều kiện cho đám quỷ cẩu lật thế cờ. Một trong tứ thiên vương đâu phải cái danh hão. Ruishi tuy bị thương nặng nhưng vẫn đủ lực để tiêu diệt cả đàn, rồi mới yên tâm lịm đi. Sinh mạng của anh ta đã được Hiu Linh cứu, nhưng Thái hậu lại bất lực trong việc cứu con. Khi đến đối chất với chồng mình, Hiu Linh đã nghe được tiếng con trai trong lồng ngực của nhà vua, nhưng bà không thể làm gì được, bởi thân xác mà nhà vua đang sở hữu chính là của Daida. Lại nói đến Daida, vị tân vương đang bị nhốt ở một nơi tối tăm. Ở đây cu cậu ít nhiều đã có những sự thông cảm với chính anh trai của mình. Hoàn cảnh của cậu bây giờ chẳng khác gì Boji là mấy, thậm chí có phần còn tệ hơn. Giữa nơi tăm tối đó, Daida đã gặp được một cô bé đeo mặt nạ với vô số người khác ở phía sau. Họ buộc tội cô bé là kẻ sát nhân và là con quái vật giết hại biết bao người. Nhưng kẻ tổn thương hóa ra cũng làm tổn thương người khác. Dung nhan cô bé kia cực kỳ xấu xí, tác nhân lại chính là những kẻ buộc tội. Giwax là một cô bé độc ác và là một đám đông lotic. Daida đã quyết định bảo vệ phe yếu hơn. Thực ra thì cũng chưa chắc là yếu hơn, bởi một cô bé mà bị biết bao nhiêu người buộc tội sát hại họ thì có chắc Daida đã đúng? Chuyện ấy chắc cô cậu chẳng quan tâm. Tầm này ai thích va thì cứ vào cậu chấp hết. Đám đông thấy thằng này căng quá cũng lẩn mẹ luôn. Cô bé đó xưng tên mình là Miranzo. Cô bé cũng tò mò về mối quan hệ giữa Daida và vua Boss vì có mùi cánh giống nhau. Cậu bé thì thật thà cho biết luôn, Daida cam đoan rằng mẫu thân sẽ cứu mình và cả Miranzo nữa. Thế nên giờ họ phải bình tĩnh chờ đợi, trở lại với tình hình của Boji. Những ngày khổ luyện cứ thế diễn ra, cho đến một hôm xảy ra một dư chấn rất lớn. Kage lo bạn mình bị thương nên đến xem sao. Tuy bị Despa cản lại nhưng khi nhìn qua khe cửa, cu bóng tối đã thấy Boji đứng trước một hòn đá to lớn và bị bổ làm đôi. Thực lực của cứa câm điếc đã được nâng lên rất mạnh. Hôm đó cũng là ngày mà Boji chính thức tốt nghiệp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, ba người quyết định sẽ làm bữa ăn mừng ngày trọng đại này. Tiện đây thì vũ khí của Boji cũng được ra mắt. Bên ngoài thì có vẻ là một thanh gươm khá là gớm, nhưng đó chỉ là làm màu thôi, chứ thực ra nó là một thanh kiếm liễu. Kage thấy thế thì nghi ngờ liệu mình có bị lừa không. Hàng bự chẳng ăn ai thì thôi, nay dùng một cây kim để chiến. Boji có chút hơi bối rối, nhưng đã được Despa trấn an ngay. Đây mới chỉ là bước đầu mà thôi, sẽ còn những người khác coi thường cậu. Thay vì rụt rè sợ hãi thì Boji hãy mạnh mẽ đấu tranh. Chăm nghe không bằng một thấy. Chính Kage đã chứng kiến uy lực của thằng bạn, chắc chắn ẩn trong cây kim kia phải có cái gì đó ghê gớm lắm. Trong lúc ba người họ đang ăn uống thì có một đám quỷ kéo đến gây sự, tạm gọi chúng là 2, 1, 3 đi. Chúng sỉ nhục học trò mình, Despa nhịn. Chúng chê mà đông như lạc đà,
Despa hết nhịn. Mày có thể sỉ nhục học trò tao nhưng với tao thì không. Và thế là họ đánh nhau. Despa bị ba anh em đánh hội đồng, không thể để sư phụ ăn đòn. Boji lấy thân mình ra đỡ thay. Khoảnh khắc đó chính là lúc chúng đã va nhầm người mất rồi. Tên số 1 lao lên tiên phong. Boji sau khi né đã thụ cho hắn một quyền với lực nhẹ như gió. Tưởng như thiệt hại bằng không, ai ngờ hắn lại chấn rồi đổ gục, thậm chí gặp khó khăn trong việc đứng dậy. Hai và ba cũng lao đến và nhận cái kết y xí tên anh. Theo lời của Despa lý giải, Boji đã khéo léo mượn sức mạnh của đối thủ để bù cho mình, đồng thời tấn công vào những điểm yếu để hạ gục chúng. Đó chính là bí quyết trong cách chiến đấu mà Boji theo đuổi. Tên số 1 không phục, hắn toan rút dìu để giải quyết thắng thua, nhưng đây chính là hành động sai lầm. Một khi Boji đã vung gươm thì địch xác định là vừa. Nhưng với bản tính nhân hậu của mình, cậu chỉ làm cho số 1 hôn mê mà thôi. Sau khi đám phá rối cút hẳn, Despa đã giải thích thêm về nghệ thuật chiến đấu của Boji. Trên cơ thể có nhiều chỗ đâm vào là lấy mạng, nhưng cũng có những chỗ đâm vào mà chẳng sao hết. Vừa rồi Boji đã xiên vào một yếu huyệt, khiến bộ não của đối phương dừng lại, đúng hơn là ngăn không cho máu lên não. Với skill mà mình đang sở hữu, không ngoa khi nói Boji là một kẻ sát nhân cực kỳ đáng sợ. Nhưng với lòng hào hiệp của mình, thì đây chính là sức mạnh của vị đế vương trừ mạnh giúp yếu. Nói đến đoạn này thì bạn cũng biết vị vua mạnh nhất là ai rồi nhỉ? Đúng vậy, chính là Boji. Trên đường đi về, Despa bảo hai đứa nhỏ về trước, mình có đi chút việc. Hóa ra những gì diễn ra trong quán rượu là một vở kịch với đạo diễn là Despa, mục đích là để Boji có cơ hội thực chiến. Tên số 1 thừa nhận rằng trong khoảnh khắc Boji rút kiếm ra, hắn đã cảm nhận được thất bại ập đến. Nhưng Boji không chỉ có như vậy, Despa đã dạy cho cậu một chiêu thức bí mật. Ông hy vọng rằng sẽ có một ngày học trò sẽ dùng đến nó. Trong khi đó ở vị trí hai đứa nhóc, Kage thắc mắc tuyệt kỹ né chiêu của Boji là do ai dạy. Nếu thằng bạn thành tâm muốn biết thì Boji sẽ đáp ngay, chiêu đó là do ba đầu cụt một dạy cậu nhằm báo ơn cứu mạng. Tiện nhắc đến con rắn bự đó, cả hai lại nhớ đến Bebin. Kage lúc này mới kể cho Boji nghe về lần gặp mặt trước của cậu và Xà Thiên Vương. Ông ta cảm thấy trong hoàng cung đang có biến. Lúc này Boji đứng trước sự lựa chọn trở về cứu quốc. Trong thâm tâm của cậu bé vẫn lo sợ, nhất là sự phản bội mà mình từng trải trước đây. Thế nên cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Kage không muốn thằng bạn lầm lũi kiểu đó. Chẳng phải Despa đã dạy cậu ta về dũng khí hay sao? Chợt những hình ảnh về Thái hậu Hưu Linh hiện về trong tâm trí. Boji đã tự thức tỉnh bản thân, cậu đã tỉnh ngộ, giờ là lúc để cậu quay về. Ngày hôm sau, trong lúc bái biệt sư phụ, Boji và Kage được đoàn quân của âm giới đến đón. Trước đó đã có đám tù nhân trốn thoát, chúng đang lẩn trốn tại vương quốc vua Boss. Thế nên quân đoàn âm giới cần sự giúp đỡ của Boji và Kage, không từ chối. Hai người lập tức theo quân đoàn hồi hương. Vấn đề không đơn giản chỉ là bắt lại những đám vượt ngục, quan trọng là trong số đó có Oken, cựu đoàn trưởng kỵ sĩ âm phủ. Hắn sở hữu những chiêu thức kiếm hết sức kỳ dị nên được gọi là kiếm vương âm phủ. Theo lời vua Drescher, bất cứ nơi nào Oken đi qua đều sinh ra tai họa. Nhiệm vụ của đoàn binh lần này không chỉ gói gọn trong việc bắt lại tên tù nhân vượt ngục, mà còn là tận dụng nội chiến đang âm ỉ để thâu tóm quốc gia này. Những cuộc chiến xoay quanh vương quyền vẫn sẽ được tiếp tục với những thế lực và mục đích khác. Cụ thể ra sao thì hãy đợi phần 2 sẽ rõ. Còn bây giờ tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.